Chúa buổi sáng một lần nữa, lời đầu tiên gửi lời chào đến hết thảy quý mục sư một buổi sáng tốt lành trong danh Chúa Jesus Christ. Và sáng hôm nay đội số 1, 11, 21, 31 và cũng là đội số 1 mùng 1 tháng 6 được có cơ hội tiếp tục chia sẻ với quý mục sư trong lời của Chúa và những gì mà Chúa dạy dỗ trong những ngày qua. Và cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dành ít phút suy gẫm chung lời của Chúa trong Thi Thiên 37. Trong phân đoạn này rất là dài, nhưng mà tôi xin phép đọc từ câu số 3, số 1 đến câu số 7. Thi Thiên 37. Xin phép đọc lời của Chúa từ câu số 1. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự danh ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phắt như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình người lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán người như chánh ngọ. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường bệnh, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Dạ, cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay trong phân đoạn Thi Thiên 37 này. Tôi học một chủ đề đó là hãy phó thác. Chúng ta phải phó thác đời sống, mọi nhu cầu, những sự hoạch định đời sống mỗi một chúng ta cho chính mình Chúa. Và điều đầu tiên, từ câu số 1 đến câu số 4 nói đến mỗi một chúng ta phải tự tra xét lại đời sống của chúng ta. Lắm lúc chúng ta nhìn, nghe những điều xung quanh mà chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Và điều thứ nhất mà tôi học được từ câu số 1 đến câu số 4 đó là hãy tự suy xét mình. Nên câu số 1 nó là chớ phiền lòng, được lập đi rất là nhiều lần cái câu này. Nên chúng ta sẽ làm như thế nào đang khi chúng ta có một cái đời sống, một cái tâm thần chứa chan những cái phiền não, hoặc là đem niềm vui đến một cái tấm lòng đang bối rối, đang khi chúng ta dòm nghe thấy những công việc xung quanh hay những người đời, có thể nói là những người đời mà phân đoạn Kinh Thánh này nói đến người danh ác và người công bình. Và câu Kinh Thánh là chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ. Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự danh ác. Câu số 1. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại ghen tị với kẻ ác.
trông có vẻ rất là thịnh vượng, chúng ta thấy họ rất là nổi tiếng hay là giàu có. Một ngày kia khi mà tôi đi rửa xe, thấy một anh chàng, thân thể bàn tay của họ toàn là đeo những chiếc nhẫn bằng vàng, và nghe nói chuyện toàn là những tiền tỷ. Trong vài phút mà họ có thể làm được tiền tỷ, có thể trong 10 phút mà họ suy nghĩ là mất đi 10 tỷ, mất đi vài tỷ, nói toàn là những tiền tỷ. Và mình dòm thấy tay của anh ta toàn là đeo những chiếc nhẫn hay là bằng vàng, toàn là đồ quý không. Có những lúc mình tự suy nghĩ sao có trong cuộc sống, đời sống hàng ngày có những người giàu có như vậy. Và đôi khi chúng ta cũng thắc mắc với Chúa mình. Và qua câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết là chúng ta cần điều gì ở nơi họ là người. Có thể chúng ta thấy họ như vậy thì chúng ta sẽ cần điều gì nơi nơi chúng. Và trong Đức Chúa Giêsu Christ hay là trong Đức Chúa Trời chúng ta thì lại dư dật như lời hứa của Chúa là ở trong Đức Chúa Trời chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta cần. Và đang khi chúng ta cảm thấy mình có một cái sự phiền lòng nào đó, và ấy là lúc chúng ta đang so sánh mình với người khác. Và đó là một cái công việc sai mà chúng ta lắm lúc chúng ta so sánh mình với người khác, cái sự trình độ, cái học vấn mình với người khác, rồi cái địa vị hay là cuộc sống của chúng ta với người khác. Và lắm lúc chúng ta ở trong hội thánh của Chúa cũng vậy, chúng ta cứ so sánh mình, so mình gì mình với người khác. Đôi khi chúng ta quên đi tự so sánh mình một người được tạo dựng tốt đẹp biết mới ở trước mặt Chúa. Và ngày hôm nay thay vì chúng ta tự so sánh, hãy so sánh mình với những người khác, thì chúng ta hãy tự so sánh bản thân mình với chính mình, với Đức Chúa Trời đã tạo dựng và Ngài đã đặt để trên mỗi một chúng ta một đời sống rất là tốt đẹp. Và đang khi chúng ta cứ so sánh mình với Chúa, đó là một cái đời sống vô tín, chúng ta chống lại đấng Christ vì Ngài muốn chúng ta trở thành giống như là chính mình Chúa. Mà đang khi chúng ta so sánh mình với những người thế gian, những người xung quanh, và Chúa thì muốn chúng ta có một cái tầm vóc, một cái tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng Christ mà được chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 13. Chúa muốn chúng ta có một cái tầm ảnh hưởng và muốn chúng ta phải phó thác đời sống mình cho chính mình Chúa và có một cái ảnh hưởng như chính mình Chúa Giêsu Christ. Và thơ David đã nhắc nhở chúng ta là vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi, xanh tươi. Và điều thứ hai trong phân đoạn này từ câu số 3 là chúng ta phải tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Điều mỗi một chúng ta cần phải làm đó là tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và tiếp tục làm điều lành. Khi chúng ta nhìn xem vào Chúa, tin cậy và vâng lời Ngài, thì những cái sự phiền não của chúng ta hay là cái sự lo lắng của chúng ta nó sẽ lắng xuống, mất dần đi và có một cái sự bình an đến từ nơi chính mình Chúa trên đời sống của chúng ta. Vậy hãy tin cậy Đức Giê-hô-va làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài trong câu số 3. Vì Đức Chúa Trời luôn quan tâm chăm sóc những ai thuộc về chính mình Ngài. Và cảm ơn Chúa, điều này muốn cho chúng ta biết rằng đang khi chúng ta có một sự tin cậy và làm điều lành nơi chính mình Chúa và chúng ta nhận được có một cái đời sống khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Và khi chúng ta vui thích nơi Chúa thì chúng ta sẽ biết cách làm hài lòng của chính mình Ngài. Và ngày hôm nay cái ước vọng của chúng ta sẽ trở thành cái ước vọng của Chúa sẽ trở thành ước vọng của chúng ta. Và đó là cái điều mà chúng ta có một cái đời sống khoái lạc nơi chính mình Chúa. Và ngày hôm nay Chúa cũng muốn mỗi chúng ta rằng hãy cầu nguyện và sống trong ý muốn của Chúa. Vậy ngày hôm nay chúng ta chớ sầu não nữa, hay là hãy tìm kiếm Chúa trong đức tin và đặt lòng tin cậy vào chính mình Chúa và vui thích nơi chính mình Ngài. Còn cái việc gọi là ganh đua với người khác, so bì mình chính với người khác, và đó điều đó có thể dẫn chúng ta đến với sự phiền não và u sầu. Nhưng mà tự tra xét mình, hãy tự suy xét mình và ganh đua chính mình với bản thân mình và tin cậy nên chính mình Chúa, nên chúng ta sẽ xem xét lại cái nhu cầu của mình và có cái nhu cầu nào có khó quá cho Chúa chăng, và lời của Chúa hỏi có điều gì khó quá cho ta chăng.
Và lắm lúc chúng ta thiếu đức tin, nghi ngờ nên chúng ta không còn trông cậy, nương cậy vào chính mình Chúa. Và Chúa nói với chúng ta rằng Chúa hỏi, có điều gì đó khó quá cho tăng chăng? Và cảm ơn Chúa, chúng ta nên xem lại cái đời sống của chúng ta và hãy đặt lòng tin cậy và sự cung ứng chu cấp của Chúa trên đời sống chúng ta thật kỳ diệu biết mới, mà chúng ta là phủ nhận những điều đó. Chúng ta xem thường những sự kỳ diệu và những sự phép lạ của Ngài đã bày tỏ từ những cái đời sống hàng ngày của chúng ta với chính mình Chúa. Và Chúa của chúng ta luôn là Chúa của sự thành tín. Và điều thứ hai trong phân đoạn này, đang khi chúng ta phó thác đời sống mình cho chính mình Chúa, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Từ câu số 5 đến câu số 7. Câu số 5 là cái trọng tâm mà tôi muốn chia sẻ, đó là hãy phó thác. Và khi chúng ta đang phó thác như vậy thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Và hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. 5 phần A, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ làm thành việc gì? Và Ngài sẽ làm thành các việc tốt nhất cho chúng ta và mang sự vinh quang nhất cho chính mình Ngài. Đó là điều chắc chắn trong đời sống cho chúng ta có một cái việc mà chúng ta rất muốn được Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến các việc ấy. Cái việc mà chúng ta đang cầu nguyện, đang trông mong, đang ao ước với chính mình Chúa, và những sự ao ước, những sự khao khát của chúng ta có thể rất là khó, chúng ta không thể nào đáp ứng được. Nhưng mà qua sự cầu nguyện, sự chờ đợi, trông mong, ước muốn nơi chính mình Chúa, và Ngài sẽ làm thành cái việc đó cho chúng ta. Trong cuộc sống, những vị lãnh đạo, những vị mục sư rất kinh nghiệm điều này rất là nhiều. Khi mà chúng ta ao ước nơi chính mình Chúa và sự cung ứng chu cấp và sự bảo vệ gìn giữ của Ngài trên đời sống mỗi một chúng ta thật là kỳ diệu. Và nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời làm thành việc ấy cho chúng ta, hay là trong chúng ta, qua chúng ta, thì chúng ta phải làm theo một số cái điều mà trong phân đoạn này chỉ dẫn cho chúng ta, đó là chúng ta phải phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Cái phần đầu tiên đó là chúng ta phải phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Đây là một hành động xác định rõ ràng cái ý muốn của chúng ta với chính mình Chúa. Chúng ta đừng phó thác ý muốn mình cho Đức Chúa Trời rồi sau đó chúng ta lại đòi hỏi với chính mình Chúa. Và khi làm như vậy có khác gì như một người nông dân nọ gieo cái hạt giống xuống đất và sau đó lại đào nó lên xem thử nó có mọc rễ hay không. Có những lúc chúng ta đặt câu hỏi, có những lúc chúng ta cầu nguyện với chính mình Chúa, đã trình dâng phó thác cho chính mình Chúa, nhưng mà chúng ta tiếp tục đào bới lại liệu Chúa có đáp ứng hay không, đang khi chúng ta chờ đợi trong mong lâu quá và chúng ta đặt câu hỏi và tiếp tục đi theo ý riêng của mình. Và việc phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va là một cái hành động của ý chí, một cái đời sống đức tin, và chúng ta hãy biến đường lối của chúng ta thành đường lối của Chúa. Và chúng ta cũng ao ước cái đường lối của Chúa sẽ trở thành đường lối của chúng ta ngày hôm nay. Và nên điều đầu tiên đó là chúng ta phải tin cậy nơi Chúa. Khi chúng ta nói đến cái sự phó thác và Ngài sẽ làm thành việc đó cho chúng ta, và chúng ta phải tin cậy nơi Chúa. Và cái sự tin cậy nói đến, chúng ta nghĩ đến hoặc nói đến cái việc hứa nguyện của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta tin một người nào đó khi chúng ta thấy một người đó có khả năng giúp đỡ, hay là người đó cách sống họ như thế nào, và chúng ta phải biết hiểu rõ vào người đó như thế nào, nên chúng ta mới đặt để cái sự tin tưởng của chúng ta vào người đó. Cũng vậy, chúng ta cũng đặt để cái sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tạo dựng, là Đức Chúa Trời tốt lành trên đời sống và trọn vẹn trên đời sống của chúng ta. Có những lúc hay là những lời hứa không phải lúc nào nó cũng đều xảy ra ngay tức thì, lập tức, đang khi chúng ta tin cậy hay là trông mong vào chính mình Chúa. Nên điều kế tiếp mà chúng ta sẽ suy gẫm chung, đó là chúng ta phải trông đợi Chúa. Chúng ta phải trông đợi, chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Và khi nào Ngài sẽ hành động, đó là lúc mà Ngài muốn. Và đây là chính lý do mà ông David bảo là hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Lắm lúc chúng ta thì trả lời trước khi nghe. Vừa rồi khi chúng ta học vị mục sư hay là tôi tớ của Chúa, chúng ta phải lắng nghe, mau nghe, chậm nói, chậm dẫn. Và những sự đáp ứng của Chúa trên đời sống chúng ta cũng phải có một cái đời sống kiên nhẫn, nhịn nhục, trông đợi nơi chính mình Chúa.
Và ông David nói là hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Công việc của chúng ta là yên tĩnh chờ đợi cái điều của Chúa sẽ đáp ứng đúng vào thời điểm của chính mình Ngài. Công việc của chúng ta đó là hãy nghỉ ngơi trong Chúa, trong đợi nơi Ngài, đang khi Ngài đang muốn hành động trên chúng ta, quanh chúng ta, và trong khi chúng ta hành động, trong khi Ngài đang hành động trên chúng ta. Và công việc của chúng ta đó là hãy phó thác tin cậy trong cậy nơi Chúa, rồi Ngài sẽ làm thành những việc chúng ta cầu xin nơi chính mình Ngài. Và kế tiếp đó là nhờ cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Câu 5 phần B, chúng ta muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời làm điều gì trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay? Đó là cái việc mà chúng ta phải bắt đầu, cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải có một cái đời sống gắn cái ý muốn mình vào cái ý muốn của Chúa. Và đó là cái điều mà Ngài muốn chúng ta trở thành và học theo cái tấm gương của Chúa, lời của Chúa dạy dỗ cho mỗi một chúng ta bằng cách là chúng ta phó thác đường lối mình cho Ngài, tin cậy và trông cậy nơi Ngài. Và Đức Chúa Trời đang hành động vì cớ chúng ta, và khi thời điểm của Ngài đến, Ngài sẽ hoàn thành công việc của Ngài. Và điều thứ ba, chúng ta học qua phân đoạn này, có thể cái phân đoạn này rất là dài, nhưng mà cái phần cuối cùng trong phân đoạn này từ câu số 35 đến câu số 40 nói đến cái nền tảng của mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Mà hai hàng người mà ông David kết thúc trong phân đoạn này, đó, ông đã mô tả có hai hàng người khác nhau và điều gì sẽ xảy ra đến với đời sống của họ. Đời sống thứ nhất mà ông được mô tả đó là những người có thế lực, gọi là trong thế gian, những người xung quanh chúng ta, họ có một cái đời sống rất là thịnh vượng. Kể cả vừa rồi khi mà tôi được chia sẻ với hội thánh ở trong một cái chi hội, thì đang dòm thấy ở trong làng những con buôn, những người buôn bán phân bón cà phê cà pháo, và họ tính toán rồi làm những việc có thể là dân rất là bức xúc, có thể lời lãi rồi những cái mỗi tháng họ tính rất là cao, và dân làng rất là thiệt hại, và giống như là bị thuộc vào những con buôn về phân bón, giá họ đưa ra như thế nào, kể cả mua bán cà phê, bán cà phê rồi họ ép giá thế này thế kia, đủ thứ rất là đáng thương cho dân sự làm vất vả, mà cuối cùng vô vọng cái kho của họ thì họ nói này nói kia, rồi công việc của họ như là phân bón rồi giá cả thì không bao giờ họ bất cho dân. Và đó, khi nghe những lời Chúa dạy, đôi khi chúng ta có một cái sự thiên vị, suy nghĩ tại sao họ có những cái đời sống như vậy. Và ông David đã mô tả hai hàng người. Và người thứ nhất chúng ta nói đến đó là người thế lực. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thủ. Xong, có người đi qua kỳ hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp. Và khi nói đến cái điều mà những người có thể nói là họ làm những điều xấu nhất mà gây ấn tượng cách đây hơn 20 mấy năm về trước, vào năm 1990 mới, khi tôi còn trẻ, còn nhớ một cái hình ảnh có một ông công an này, khi mà ụp đến trong một cái điểm nhóm nhỏ, và khi họ ụp đến ngay vào cái thời điểm hội thánh đang mừng ngày Chúa chịu khó, nghĩa là tiệc thánh. Và khi họ vô hộ thấy trên bàn có những mâm tiệc thánh, và họ bỏ hết, họ gom hết những cái tiệc mâm tiệc thánh đó bỏ vào một cái bao, và họ gom hết, họ thu. Thì thời điểm đó là cái thời điểm bắt bớ mà tôi còn nhớ và ấn tượng. Và cái ông mà công an này đến nỗi là ông cũng mang cái khẩu súng ở trên lưng của mình nữa, và dân sự cũng sợ nhất thời điểm, tại vì giống như là thời điểm bắt bớ rất là căng thẳng vào năm 90 mới. Và khi nói như vậy, và kết quả cuộc sống đời gia đình của họ ngày sau đây sau này rất là tồi tệ. Và khi đang nói đến những người gian ác, những người làm khó về công việc của Chúa, thì ngày hôm nay những hậu quả của họ gánh như thế nào. Và công việc, lời của Chúa muốn dạy dỗ tôi trong phân đoạn này, có thể trong cuộc sống chúng ta chứng kiến tới những người khá giả, giàu có, đặc biệt là những người không có Chúa, họ sống có thể như là thịnh vượng,
Nhưng mà một hồi thì nghe họ sẽ phá sản. Và chúng ta không phải mừng vì điều đó, nhưng mà câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rất là rõ ràng. Và công việc của họ luôn luôn dèm che, hay là nói xấu, hay là muốn bắt nạt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta ở trong Chúa thì những gì mà mưu mô của họ thì không thể nào làm thành được, vì Chúa luôn luôn bảo vệ chúng ta một cách kỳ diệu. Và loại người có thế lực, tại sao? Tại vì họ có một cái bộ rễ bám nguyên vào, hay cái căn nguyên vào thế gian này. Khi mà họ có một cái suy nghĩ nương cậy vào cái thế lực, hay là cái sự khôn ngoan, sự may mắn của họ, họ luôn luôn có một cái thế lực bám gốc rễ căn nguyên vào thế gian này. Họ giống như cây trồng có vẻ thanh mẫu và vững chắc, nhưng một ngày nào đó cơn bão chật đến thổi tróc cây lên, và sau đó bị chặt ra từng khúc và đem đốt, bị thiêu hủy. Và cái bộ phận quan trọng nhất của cái cây chính là cái bộ rễ của nó. Nếu chúng ta bám rễ vào thế gian thì chúng ta sẽ có cái, không có một cái sự an ninh ở trong thế gian tạm bợ này. Và nhưng nếu chúng ta bám rễ vào Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ có một cái đời sống bền lâu, vĩnh cửu và có một cái sự bình an. Nên qua phân đoạn mà chúng ta cùng xem trong buổi sáng hôm nay, chúng ta đừng ghen tị với loại người có thế lực và có những người có tên tuổi giàu sang phú quý trong đời này. Nhưng đừng lo lắng về những gì xảy ra với họ. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng điều xảy ra với họ là họ sẽ không tồn tại. Và nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời, trong Giăng Nhất đoạn 2 câu số 17. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta phải sống cho Chúa là điều quan trọng nhất. Và điều thứ hai, cái phần cuối mà ông David mô tả loại người, đó là loại người trọn vẹn. Hãy chăm chú người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì tương lai họ là sự bình an. Cảm ơn Chúa, chúng ta ở trong Chúa, không có ai là ở trong Chúa mà lại bất an. Và nếu là chúng ta bất an thì làm sao chúng ta có cơ hội để giảng dạy, chia sẻ, khích lệ những người đang bất an. Và Chúa hứa với chúng ta rằng những người trọn vẹn, ngay thẳng, vì tương lai của họ là sự bình an. Và tương lai của người có thể lực là sự hủy diệt, và còn tương lai của người trọn vẹn là sự bình an. Và cái sự trọn vẹn ở đây nói đến không phải là chúng ta vô tội và không có ai là không có tội cả. Và ông David muốn đề cập loại người ngay thẳng, thành thật, trung tín, và là những người đang thực hiện những hạnh, những lời của Chúa, qua lời của Chúa và tiếp tục truyền bá phúc âm của chính mình Ngài. Và điều quan trọng mà Ngài muốn nhắc nhở tôi trong buổi sáng hôm nay là trước nhất, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Và Đức Chúa Trời giúp đỡ và giải cứu cho, Ngài sẽ giải cứu khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Câu số 40. Đó là ý chính của thi thiên này muốn nói đến, sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự công bình về mặt kinh tế vào đúng một cái thời điểm mà Ngài muốn giúp đỡ dân sự của Chúa. Qua phân đoạn này, dân sự của Chúa hay là quý mục sư, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện đến dân làng, vùng quê, đặc biệt những người làm nông, nó rất là vất vả. Và cũng ao ước Ngài sẽ phục hồi, Ngài sẽ lấy lại những gì mà Satan đã cướp giết. Và trong danh Chúa Jesus, chúng ta cầu nguyện cùng nhau, cầu nguyện để có một cái sự phục hồi lại, và Ngài sẽ làm những gì mà như câu Kinh Thánh này muốn dạy chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước đi bằng mắt thấy chứ không nhìn vào những cây xanh tự nhiên, hay là bước đi, chúng ta hãy bước đi bằng đức tin, sống trọn vẹn trong Chúa. Và chúng ta tin chắc rằng Ngài sẽ ban phước cho. Cái bộ phận gốc rễ tâm linh của mỗi một chúng ta rất quan trọng đối với đời sống thuộc linh trưởng thành của chúng ta ngày hôm nay. Nơi chúng ta bám rễ, nó sẽ quyết định cái đời sống mà chúng ta sẽ tiếp nhận. Chúng ta đang bám rễ vào thế gian hay là vào Chúa Jesus Christ? Và chúng ta đang sống bởi đức tin hay là bởi mặt thời? Và đó là cái điều mà chúng ta cần tự tra xét lại mình với chính mình Chúa, và hãy tin cậy vào nguồn sống mà Ngài mà chúng ta đã nhận từ chính mình Chúa Jesus Christ, và tiếp tục trưởng thành ở trong ơn điển của chính mình Chúa. Nên đang khi chúng ta gặp những sự khó khăn trong cuộc sống,
Và trong phi rơi nhất đoạn 5 câu số 7 chép rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy giao mọi sự lo âu cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em. Đó là cái lời hứa của Chúa dành cho tôi và quý vị trong buổi sáng hôm nay. Đôi khi chúng ta tự gánh lấy mọi lo âu, căng thẳng và những cuộc chiến đấu hàng ngày. Đó là chứng tỏ chúng ta chưa sống tin cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Nên cái câu Kinh Thánh trong phía rồi là hãy trao mọi điều lo lắng của chúng ta bằng cách hành động kêu cầu của Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta thử động thủ động. Chúng ta là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Đang khi chúng ta ao ước mong muốn với chính mình Chúa mà chúng ta không mở miệng để nói với Chúa, thưa chuyện với Chúa, thì Chúa cũng, dù Chúa biết đời sống chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta bày tỏ bằng hành động, bằng lời nói, bằng sự kêu cầu thỉnh cầu với chính mình Chúa. Và cảm ơn Chúa, qua phân đoạn này chúng ta cũng đừng đầu hàng với cái hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, nhưng hãy giao mọi sự cho Chúa là đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh chúng ta ngày hôm nay. Nói như vậy, những vị mục sư chúng ta đều luôn đối diện nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, nhưng đừng để những hoàn cảnh đó thắng, mà chúng ta được thắng ở trong Chúa Jesus Christ. Và qua hoàn cảnh đó chúng ta được Chúa rèn một cách kỳ diệu để chúng ta vượt khỏi mỗi cái hoàn cảnh riêng chúng ta trước mặt Chúa. Và những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay không phải ai không gặp, nhưng mỗi một chúng ta đều có một cái hoàn cảnh riêng đang đối diện với những sự khó khăn trong thế giới này, là thế giới tối tăm, thế giới quyền lực, sự tối tăm. Và cảm ơn Chúa trong phần đoạn buổi sáng hôm nay, có thể câu Kinh Thánh là rất là dài, rất mong quý mục sư chúng ta sẽ thông công trao đổi sâu hơn trong phần đoạn mà trong Thi Thiên 37 này. Và rất là hay khi mà nghe những lời của Chúa ở trong Kinh Thánh này cho chúng ta biết, và Ngài muốn chúng ta phải tránh những điều dữ và tiếp tục làm điều lành, vì cớ chúng ta luôn giữ luật pháp của Chúa ở trong lòng chúng ta. Và điều chúng ta ở trong mong ngày hôm nay đó là chúng ta trong đời Đức Giê-hô-va và giữ theo đường lối của Ngài. Trong câu số 34, hãy trong đời Đức Giê-hô-va và giữ theo đường lối Ngài. Hãy chăm chú những công việc người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng. Và sự cuối cùng, người hòa bình có phước. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa xin Chúa chúc phước trên quý mục sư đã dành thời giờ lắng nghe lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Để cho dù những nguồn điện, những cái gì mà sáng hôm nay nó trục trặc xíu, xin Chúa tha thứ và tiếp tục cầu nguyện, và để đời sống mỗi một chúng ta luôn luôn có một sự trông cậy và luôn phó thác đời sống mình cho chính mình Chúa. Đang khi chúng ta luôn luôn có một cái đời sống nỗ lực riêng, và khi làm nỗ lực riêng bởi ý muốn của mình thì đó là điều không đẹp ý chính mình Chúa. Nên Chúa muốn chúng ta hãy phó thác và trao những gánh nặng, sự lo âu, lo phiền về chính mình Chúa. Ngài luôn luôn ở cạnh kề ở trong chúng ta và luôn luôn nâng đỡ, khích lệ, giúp đỡ chúng ta mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi thời giờ chúng ta cần, và trình dâng cho chính mình Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn hết thảy quý mục sư đã lắng nghe lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Xin Chúa chúc phước lại. Xin cảm ơn và giao lại thời giờ cho quý mục sư tiếp tục công thêm trong lời của Chúa trong phân đoạn này. Xin cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Mục sư Gia Huy lấy cái chủ đề đó là hãy phó thác, rất là tốt đó mà. Và chúng ta nhìn thấy rằng một trong những cái điều mà chúng ta nhìn thấy rất là dễ thường, giống như mục sư Gia Huy có nói, có một sự so sánh giữa chúng ta với những người có thể bên ngoài họ có thể giàu có. Thì nếu mà chúng ta xem thêm ở trong Thi Thiên đoạn 49 và Thi Thiên đoạn 73 thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một sự đối nghịch, hay là cái hậu quả của những người mà có của cải giàu sang như vậy thì họ sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó ở trong Thi Thiên 49 và 73. Trở lại với Thi Thiên 37 thì chúng ta nhìn thấy rằng Chúa nói là đúng là chớ phiền lòng. Tại sao? Tại vì chúng ta được Chúa đặt để như là những người công bình. Ở phân đoạn Kinh Thánh 37 này thì cái chủ đề của bản Kinh Thánh truyền thống chúng ta ghi là phàm người nào nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn, còn những kẻ ác bị hiểm nghèo. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi nhìn thấy cái chủ đề của mục sư Gia Quy hãy phó thác cũng rất là tốt. Và tôi cũng nhìn thấy có một cái đặc điểm như là một sự trọng tâm. Đó là
Chúa xem chúng ta là những người công nghĩa hay là công bình. Và cái sự công nghĩa và sự công bình của chúng ta đó là qua sự sống của Chúa trên mọi chúng ta. Và đó là một trong những sự khác biệt rất lớn. Nếu mà chúng ta xem cái chuỗi trọng tâm thì chúng ta nhìn thấy đây là điều lặp lại rất là nhiều lần ở trong đoạn 37 câu 6. Trong đoạn 37 câu 6 thì lời Chúa có nhấn mạnh về yếu tố như vậy. Thi Thiên là 37 câu 6: Ngài sẽ khiến người công bình lộ ra như ánh sáng. Ở trong đoạn 37 câu số 12: Kẻ ác lập mưu nghịch cùng người công bình, nghiến răng. Ở trong câu 36: Của người công bình tuy ít nhưng hơn sự dư dật của kẻ ác. Ở trong câu 37: Cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy như Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình. Ở trong câu 21: Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Câu 37: Trước tôi trẻ và tôi già nhưng mà không hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đàn mày. Câu 328: Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình. Trong câu 37, trong đoạn 37 câu 29: Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời. Ở trong câu số 30: Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan. Ở trong câu số 32: Kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người. Ở trong câu 39: Nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Và như vậy thì cái từ ngữ kẻ ác và người công bình được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và ở đây chúng ta nhìn thấy có 6 điều mà tôi nhìn thấy lời của Chúa được nhắc nhở trên mỗi chúng ta để chúng ta vững tin nơi Chúa cho dù bất cứ điều gì xảy đến trên đời sống của chúng ta, cho dù dịch bệnh, cho dù chúng ta nhìn thấy có vẻ như có một điều gì đó bất công ở bên ngoài, nhưng mà cái ưu thế của người công bình đó là điều gì? Đó là 6 điều tôi đã nhìn thấy ở trong phần đoạn Kinh Thánh này. Điều thứ nhất đó là chúng ta kinh nghiệm được sự đáp lời của Chúa trên mọi chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được sự trả lời của Chúa trên mọi chúng ta. Kẻ ác thì nó không có điều đó, nhưng mà chúng ta có. Ở trong câu 4 và câu số 5: Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc. Ngài sẽ làm thành việc đó. Đang khi chúng ta cầu nguyện thì Ngài đáp lời. Và Chúa là đấng bên vực chúng ta như trong câu số 6: Ngài khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ lý đoán ngươi chánh ngọt. Cảm ơn Chúa, Ngài đứng công bình, Ngài đứng bên cạnh và bên vực chúng ta. Và Chúa nói chúng ta là có ngàn người sa ngã bên tả bên hữu, nhưng mà tai vạ chẳng đến gần ngươi. Và Chúa bảo vệ chúng ta như con ngươi của mặt Ngài. Và đó là điều mà lời hứa diệu kỳ của Chúa trên mọi chúng ta. Chúng ta cũng nhìn thấy được rằng chúng ta không so sánh những cái của cải dưới đất. Tại sao vậy? Thì vì chúng ta có một cái gia tài đời đời ở trên trời. Cảm ơn Chúa người đó. Ở trong câu số 9, Kinh Thánh ghi rằng: Vì những kẻ ác sẽ bị diệt, còn những kẻ nào trong đời Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Cảm ơn Chúa. Chúng ta được đất làm cơ nghiệp, đất đời đời ở trên trời. Ở trong câu số 11: Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về sự bình yên dư dật. Cảm ơn Chúa. Chúng ta được có một cái đất được cơ nghiệp ở tại thiên quốc của Chúa. Ở trong câu số 34, 34 lời Chúa rằng: Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài thì Ngài sẽ nâng người lên để nhận được đất. Cảm ơn Chúa. Để nhận được cái sản nghiệp, hãy nhận được đất, những cái điều mà Chúa ban ở trong cái sự vinh hiển của chính mình Chúa. Và đó là điều mà chúng ta nhìn thấy. Rồi trong phần thứ năm mà tôi có thể nhận được đó là sự dẫn dắt hay sự bảo vệ của Chúa trên mọi chúng ta. Chúng ta đang khi được ở trong sự công chính của Chúa thì được Chúa dẫn dắt, bảo vệ và Chúa hiện diện với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong câu số 23, trong câu số 23 đến câu số 25, Kinh Thánh ghi rằng: Đức Giê-hô-va định liệu các bước đường người và Ngài thích đường lối người, dẫu người té cũng không nằm sải dài. Vì Đức Giê-hô-va lấy tay nâng đỡ người, trước tôi trẻ rồi tôi già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi của người đi ăn mày. Ở trong câu số 28: Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài, họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ ác sẽ bị diệt.
Chúa sẽ bảo vệ gì chúng ta, còn cái người ác và dông dội đó sẽ bị diệt đi. Và cái điều cuối cùng mà chúng ta được học ở trong Phao Đồ Kinh Thánh này đó là gì? Đó là quan trọng, đó là sự cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ở trong cái câu cuối cùng, không ạ? Nhưng sự cứu rỗi trong câu 39, nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải cứu họ khỏi cái ác, cứu rỗi cho, bởi vì họ nương náu mình nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Và đang khi chúng ta đọc trong phân đoạn Kinh Thánh này được khích lệ rất lớn, bởi vì Chúa đáp lời cầu nguyện chúng ta, bởi vì Chúa bên vực chúng ta, bởi vì Chúa là gia tài của chúng ta, bởi vì sự trợ giúp của Chúa một cách liên tục trên mỗi chúng ta. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Ngài cũng vây phủ chúng ta từ bây giờ đến đời đời, bởi vì sự dẫn dắt, sự bảo vệ, sự hiện diện của Chúa. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng đó là sự cứu rỗi trọn vẹn mà Ngài ban cho quý vị và chúng mình thôi. Cảm ơn Chúa. Xin nhường giờ lại cho mục sư Gia Quy, mục sư Minh cũng như là